Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Bạch Mai, khách hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB bị thất thoát gần 9 tỷ đồng tiền tiết kiệm mà không rõ nguyên do. Mới đây thì ngân hàng này đã lên tiếng cho biết, ngay từ khi nhận được đơn thư, NCB đã nhanh chóng rà soát để làm rõ và tìm hướng khắc phục. NCB cũng đã báo cáo với Ngân hàng Nhà nước và hiện đã chủ động chuyển hồ sơ cho phía cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. NCB cũng cam kết sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà Nguyễn Bạch Mai theo đúng quy định của pháp luật.